Trên tay mình là một tấm thiệp postcard rất đẹp, bạn có thể làm để tặng cho những người thân của mình. Postcard là một món quà rất là độc đáo và ý nghĩa. Hãy cùng mình làm tấm thiệp postcard tuyệt vời này các bạn nhé! Làm postcard khá đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị tờ giấy màu A4 tùy thích, giấy in hình trái tim, giấy họa tiết trang trí, kéo và dao dọc giấy, bút chì và tẩy, thước kẻ, vài cây bút màu, hồ khô và băng dính hai mặt, dây duy băng. Đầu tiên, ta dùng thước kẻ, kẻ hai đường thẳng các cạnh trên và cạnh dưới 5cm. Đo và đánh dấu các điểm 5cm, 10cm so với lề bên trái. Dùng thước kẻ nối các điểm lại với nhau. Làm tương tự như vậy với lề bên phải. Sau đó cắt bỏ hình vuông ở bốn góc của tờ giấy. Cắt hình trái tim đã in sẵn. Gấp đôi hình trái tim và vẽ lại hình lên tờ giấy màu. Cắt theo hình trái tim vừa vẽ. Dùng bút chì và thước kẻ đánh dấu hai vị trí có chiều dài 1cm tại hai nửa trái tim. Dùng dao dọc giấy cắt lỗ nhỏ đã đánh dấu. Gập theo đường đã kẻ. Gập hình chữ nhật phía bên dưới và tạo một đỉnh nhọn. Gập theo đường đã kẻ. Làm tương tự như vậy với hình chữ nhật bên trên. Tẩy để xóa đi các nét bút chì đã vẽ. Bôi hồ khô vào hình vuông và dán lại.
Để trang trí tấm postcard này thêm bắt mắt hơn thì chúng ta hãy cắt giấy có họa tiết trang trí theo hình trái tim trước đó. Dùng hồ dán lên mặt ngoài của postcard. Ta có thể để một tấm thiệp hình trái tim có ghi lời chúc hoặc có thể dán một bức ảnh. Dùng dây duy băng để thắt bên ngoài sản phẩm. Cảm ơn bạn đã theo dõi và cùng làm với Halia. Các bạn đừng quên like, subscribe Halia Handmade để cùng làm những sản phẩm handmade tiếp theo với mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào trong những số tiếp theo.